Em xin giới thiệu, đây là máy lọc không khí và bùa ẩm của thương hiệu Sharp. Model là Sharp KC-Y45-Đức. Đây là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Các bác càng sử dụng đổi nguồn hoặc lấy điện 100V từ ổ áp ra sử dụng cho máy này. Kích thước như sau, chiều cao là 56cm, chiều ngang là 36cm, hậu sâu 20cm. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc giờ Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc mình chuyển đủ 100% thì bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Bây giờ em quay ngoại hình xung quanh của máy cho các bác tham khảo. Bên hông này nó có một cái hộc chứa nước. Mình bỏ nước vào đây để cho nó bù ẩm. Sau khi xài hết nước thì mình châm nước, mình lắp vào sử dụng tiếp nha. Đây là mặt sau của máy. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng. Đây là thông tin của máy Sharp KC-Y45, nguồn điện 100V, công suất máy là 43W. Máy này sử dụng tốt cho phòng từ 25 đến 30 m2. Cũng giống như cái tên gọi của nó, máy lọc không khí và bù ẩm, nó sẽ có hai chức năng, vừa lọc không khí và vừa bù ẩm cho mình luôn nha. Bây giờ em sẽ nói về chức năng đầu tiên là chức năng lọc không khí trên máy này. Trên cái máy Sharp này có một công nghệ độc quyền là công nghệ ion plasma looter. Công nghệ này nó sẽ phát hiện ra virus, nấm mốc, sau đó nó sẽ lọc không khí sạch và diệt khuẩn luôn cho mình. Ở trên máy này nó có ghi thông tin bằng tiếng Nhật nè, mình có thể dùng Google là mình có thể dịch được những cái thông tin này rồi. Sharp KC-Y45 với sản xuất 7.000 ion plasma looter, nó có thể lọc không khí từ bụi thô, bụi mịn, bụi lơ lửng trong không khí, khử mùi gây dị ứng như là mùi phấn hoa, và có chức năng diệt luôn nấm mốc, virus gây hại cho con người. Trên mặt màn hình này nó sẽ hiển thị độ ẩm. Đây là độ ẩm tự động tự máy cân bằng. Độ ẩm lý tưởng nhất nó sẽ là 70 đến 75%. Hiện tại em chưa châm nước vào nên độ ẩm nó hiện tại chỉ có 57 thôi. Và bên này nó có một cái đèn chớp chớp nè, là nó báo hiệu phải châm nước vào. Sau khi mình châm nước xong thì nó sẽ tắt cái đèn này. Đây là một chức năng báo hiệu tuyệt vời đúng không? Mình sử dụng nước để bù ẩm mà mình quên châm á, thì nó sẽ báo liên tục như vậy để nhắc nhở mình. Máy lọc không khí và bù ẩm này rất cần thiết cho mỗi gia đình. Vì hiện tại dịch bệnh khắp nơi, mình sử dụng một cái lọc không khí như vậy, lọc được bụi nè, diệt được vi khuẩn nấm mốc nè, những mùi khó chịu nha, làm không khí trong lành cho căn phòng nhà mình. Vẫn tốt hơn là trong phòng mình có những mùi khó chịu, những mùi ngột ngạt đúng không? Với giá thành hợp túi tiền chỉ 1 triệu ngoài thôi, mình đã sở hữu được một cái máy lọc không khí và bù ẩm sử dụng cho gia đình mình rồi. Chức năng bù ẩm thì đơn giản thôi, mình chỉ cần châm nước vào cái hộc em vừa nêu, sau đó máy nó sẽ tự động lấy cái hơi nước đó, nó thổi ra không khí. Ở một cái độ ẩm lý tưởng thì máy nó sẽ làm việc đều đều như vậy, đảm bảo cho căn phòng mình vừa thoáng, sạch bụi bặm, khử những mùi khó chịu, làm cho không khí nó cân bằng, dễ chịu, mát mẻ. Nhất là nhà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì rất cần thiết sử dụng những máy như vậy. Bây giờ em quay gần hướng dẫn các bác sử dụng các chức năng trên máy. Đây là nút tắt mở nguồn. Đây là nút khóa an toàn trẻ em, mình nhấn vào đây 3 giây. Đây là nút chỉnh màn hình. Đây, mình nhấn lên thì trên màn hình nó sẽ mờ dần và tắt hẳn. Sau đó mình bật lại. Nếu mình không thích cái màn hình này nó sáng, gây khó chịu thì mình cứ tắt. Đây, vị trí này là tắt mở trên màn hình. Đây là ba chức năng cơ bản: lọc không khí, bù ẩm, và chính giữa này là vừa lọc không khí vừa bù ẩm, nên mình sẽ nhấn vào vị trí chính giữa nha. Và trên máy có ion plasma looter để diệt vi khuẩn nấm mốc, khử mùi thì em đã bật rồi nè. Nếu mình không thích chức năng này mình tắt. Phía trên này là nút khởi động lại các tùy chỉnh cài đặt trên máy. Ở bên này là chức năng lọc không khí. Đây là chức năng lọc yên tĩnh không gây ra tiếng ồn. Lọc trung bình, lọc ở chế độ cao, lọc phấn hoa, khử mùi, lọc tự động. Thì em sẽ chọn chế độ là lọc tự động.
Vì khi mình chọn ở chế độ tự động thì máy nó sẽ dễ dàng phát hiện những bụi bặm, nấm mốc, nó sẽ tự xử lý hết và làm việc theo cảm biến của máy rất là dễ dàng hơn là mình tùy chỉnh một chức năng nào đó nha. Vậy là em đã quay ngoại hình cũng như là hướng dẫn các chức năng sử dụng trên máy này cho các bác tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác cần tư vấn hay là cần xem hình ảnh chi tiết của máy này thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn thêm cho mình nha.